Bây giờ bạn Basa chuẩn bị bơi qua kia đúng kỹ thuật. Còn trợ lý của Basa đây, trợ lý của Tiêu đúng không? Huấn luyện viên của Basa đúng không? Cấp trên của tiên cá luôn. Ừ, cấp trên. Ừ. Rồi cấp trên tiên cá huấn luyện này không được là cho thành cấp dưới luôn á. Bơi mình giờ phải giữ thẳng tay. Bơi hướng tay lên ngang mặt nước, kéo tay nha. Rồi bắt đầu bơi. Đó, chưa thở nhẹ ra bằng mũi đã kéo tay rồi. Hướng mũi tay lên ngang mặt nước chứ. Cho bơi lại gần phía Tiêu đi để Tiêu quay phim cho nó dễ. Để Tiêu coi quay ba sa bơi sai gì. Mà lắc đuôi một nhịp thôi làm gì lắc đuôi hai nhịp. Lắc đuôi hai nhịp là không cân bằng nước tốt nên phải lắc đuôi tới hai nhịp để nổi người. Nhưng mà em yếu thiệt mà. Thì bây giờ em lắc đuôi hai nhịp theo ý bạn đi, biết sao không? Bởi vì em hay bị co đầu gối quá đúng không? Lắc đuôi hai cái bạn mới không co đầu gối đúng không Helena? Chính xác hả? Rồi xích qua đây. Cá chiên hả? Kéo qua xích lại đi. Nắm đuôi lôi qua đây đi. Làm huấn luyện viên mà. Mỹ nhân ngư được quyền hung dữ mà, sợ gì? Xử lý hết cho tôi, chỉ có tiên cá mới được hiền thôi. Tiên cá không được quyền giữ rồi chứ mỹ nhân ngư là được giữ thoải mái. Tiên cá là không được giữ. Lôi qua đây. Lôi qua đây cho bơi bên này. Lẹ kiểm tra lẹ đi lên bờ về sao ba xa kỳ vậy ta? Giống như con cá mập bị mắc lưới vậy. Bơi qua đây, bơi qua đây. Rồi, em bơi đúng nha, hướng mũi tay lên ngang mặt nước, lắc đuôi kéo tay đàng hoàng nha. Ừ, rồi bắt đầu vô đi. Coi nãy giờ hả? Bơi từ vách tường này qua tới vách tường này, rồi bắt đầu. Không, bơi thẳng chỗ này để tôi. Nữa cứ để tay dưới nước nữa kìa. Trời ơi. Dạ bơi mà quýnh người ta là mỹ nhân ngư này. Không dữ vậy đâu ai nghe lời đâu. Bơi qua bên này nè. Bà sao bị gì thế? Nó không nghe gì hết trơn á. Bị lạng ốc rồi hả? Lạnh, có bị lạnh không ba xa? Hay là muốn bơi trên bờ? Nó bơi lên. Sao nuôi hoài sao không bơi được? Sao bơi em cứ bám dưới nước, em làm như con cá gì vậy? Con cá thích đúng. Ừ. Con cá nó lát đôi 1, 2, 3 thở ra kéo tay. Ờ. Hướng mũi tay, giữ thẳng tay, thở nhẹ ra bằng mũi lên. Rồi, cái đuôi còn bị méo nha, cái đuôi chưa ngang mặt nước, đã lắc đuôi cái đuôi xéo xẹo đó, em thấy không? Lẹ đi, 4 phút trôi qua rồi đó, chưa bơi xong đó. Thở nhẹ. Đó, đúng rồi, chậm rồi đó, vậy được. Thở nhẹ ra bằng mũi rồi kéo tay, đúng rồi, thở nhẹ bằng mũi kéo tay. Vậy thì em cho cái móc nó hư luôn hả? Đã nói là đi bơi xong dẫn đến là ở đây. Rồi, ba sa biết bị gì không? Vẫn đuôi còn cong nhưng mà tay được hơn rồi đó. Nín thở lắc đuôi đến 1, 2, 3 thở nhẹ ra bằng mũi kéo tay, hướng mũi tay lên ngang mặt nước. Thôi bây giờ coi trợ lý bơi nè. Cái đuôi đâu bơi? Rồi được rồi. Rồi, ba sa bơi lần nữa, về bơi sát sát đây tôi quay phim. Bơi sát sát vào đây để tôi quay phim về em coi em bơi sai gì để mấy bạn nhắc hoài, để trợ lý nói hoài. Bơi thẳng đây. Cố gắng lên. Bơi. Ừ, bơi từ đây qua bên kia. Rồi hoành về. Cố gắng lên nha. Không có đầu gối nha. Thở nhẹ kéo tay. Thở nhẹ để hướng tay nổi lên mặt nghe mày luôn. Tay chưa nổi lên mặt nước đã kéo tay rồi. Cứ bị sai em thấy không? Tự nhiên. Ừ. Thở nhẹ đó, kéo tay nổi đó, lắc đuôi đến một, nín thở đến 1, 2, 3 thở nhẹ ra bằng mũi, nổi tay ngang mặt nước rồi mới kéo tay. Im lặng một chút được không? Im lặng hả?
Trời đất ơi, mình trợ lý gì? Học trò của em. Không có mối quan hệ là xử từ lâu rồi hả? Thấy chưa? Chịu thầy này dạy không? Không. Vậy ráng bơi đẹp đẹp đi. Nên bơi căn bản chưa xong mà. Trời ơi, thầy dạy sao mà đệ tử thích thầy luôn dữ vậy trời. Ủa, sao không? Rồi, rồi, nữa bơi không vậy được rồi, phải nói không được. Rồi, 7 phút rồi đó. Kéo tay xong rồi hướng con tay lên phía trước, giữ thẳng tay phía trước liền. Thôi bây giờ chị nè, em bơi cho em của em coi cái nè. Em bơi sát sát đây. Nixie bơi đây nè, Nixie bơi mẫu cho em của em coi luôn. Bơi căn bản một nhịp ừ. Không, không, bơi khỏi đây luôn. Rồi đem mắt kính vô. Nè. Coi nè. Về học hỏi nha. Em khỏi bơi. Đó, thở nhẹ ra mũi, nổi người lên trong nước, kéo tay, nín thở. Lắc đuôi, 1, 2, 3, thở nhẹ ra bằng mũi, kéo tay, ngưỡng mặt, hả miệng hít hơi vào. Đẹp ghê chưa? Người ta làm 2 phát là qua tới đây, còn làm sai 3, 4 phát chưa qua tới. Em làm tốt rồi, cảm ơn em. Cảm ơn Helena. Cảm ơn sếp hả? Ừ. Cảm ơn sếp nha. Thích làm sếp Tion quá à. Rồi, bạn này được rồi. Nghỉ nha. Giờ cho đi chơi tự do thoải mái. Ừ, nhớ được trợ lý dẫn kế bên. Nếu như chơi bơi thì Dũng phải bơi đúng. Trợ lý dẫn kế bên luôn hả? Chứ không sao. Ồ, trợ lý làm gì có tâm quá ha.